giải cứu trong sa mạc phần 1. Trời nóng quá đi mất. Mình nghĩ mình nên nghỉ một chút. Giờ thì đỡ hơn rồi nè. Mình nên gọi điện cho các bạn. Tin 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 gọi liền. Các cậu có nghe thấy mình không? Mình là Cam nè. Xin chào Cam. Chào các bạn. Nói cho tụi mình biết cậu đã tìm thấy đường tới con cá chưa? Cuối cùng mình đã tìm được rồi. Và mình đang nghỉ ngơi một chút đây. Ồ yeah. Mình cá là chỗ đó nóng lắm ha. Cậu không sao chứ? Phải, mình vẫn ổn. Mình sẽ ráng chịu đựng miễn là mình có thể nhìn thấy sao băng trên sa mạc cát này. Ê, hệ thống cảnh báo cứu nạn này rất là ngầu nha. Mình không thể tin được là có thể nói chuyện với lại các bạn khi đang ở đây đó. Và đó chưa phải là tất cả đâu nha. Tại trụ sở chính tụi mình còn xác định vị trí chính xác của cậu luôn. Đúng vậy, để xem cậu đang ở đâu nào. Ngay cạnh ngọn đồi Boomerang. Thực ra ngọn đồi đó là con đường nhanh nhất để tới chỗ đụn cát. Nhưng cậu cần phải cẩn thận. Có những cơn bão cát nghiêm trọng ở đó và tụi mình không muốn cậu bị cuốn vào một cơn bão cát đâu. Không cần phải lo, mình sẽ giữ an toàn. Thay vào đó là đi vòng qua ngọn đồi cả khi mình phải mất gấp đôi thời gian để đến đó. Nghĩ hay đó Cam. Khi có chuyện xảy ra, tụi mình đều quan tâm tới an toàn trước tiên. Và mình có thể gọi cho các cậu khi mình cần, có phải không nè? Đúng vậy. Được rồi, chúc cậu có một chuyến đi an toàn và có khoảng thời gian tuyệt vời nha. Cảm ơn các cậu. Mình kết thúc đây. Hãy tưởng tượng đi du lịch thiệt xa để ngắm sao băng đi. Làm như vậy cũng đáng giá đó chứ. Đương nhiên rồi. Dạ, đây rồi. Hai, phải như vậy chứ. Dạ, chúng kia rồi. Mình ước gì các bạn của mình cũng có thể ngắm nhìn cảnh tượng kỳ vĩ này đó. Ủa? Cái gì vậy? Trời, dạ, sao nó lại hướng thẳng tới đây vậy chứ? Cam, cậu ổn không vậy? Giờ là cái gì vậy? Sao cái này là một hòn đá từ ngoài vũ trụ. Yahoo! Mình đã tìm được một thiên thạch rồi. Yahoo! 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 Kim! Khẩn cấp đi. Có chuyện gì vậy Chiến? Các cậu à, các cậu phải nghe tin này thôi. Cái gì vậy? Đó là giọng của Cam phải không? Đúng vậy, hệ thống cứu nạn của cậu ấy đột nhiên kích hoạt và tiếng hét đó chính là âm thanh cuối cùng mà mình nghe được trước khi bị mất tín hiệu. Có vẻ như Cam cần sự giúp đỡ của tụi mình ngay lập tức. Đúng vậy. Có lẽ tụi mình nên thử liên lạc với đội cứu hộ sa mạc xem sao. Mình đã thử rồi nhưng không biết tại sao lại không liên lạc được với họ luôn nữa. Vậy thì phải dựa vào tụi mình rồi. Và phải giải cứu cho bạn của tụi mình ngay lập tức. Đó là một ý tưởng hay nhưng không phải tất cả các cậu đều đến sa mạc để giải cứu Cam được. Cậu nói tất cả tụi mình không thể đi được. Sao tụi mình không thể đi? Bởi vì phải có người ở lại đây để phòng hờ. Trách nhiệm của tụi mình là giữ an toàn cho thị trấn này mà. Phải ha, đúng là như vậy. Vậy thì mình nghĩ mình và Roy có thể đi được. Haley, cậu có thể gặp bất trắc khi bay trong gió cát ở sa mạc đó. Và phòng trường hợp có người trong thị trấn bị bệnh, chắc chắn họ cần sự giúp đỡ của Amber. Polly nói đúng, mình nghĩ mình và Haley nên ở lại đây. Đi thôi nào Polly, chúng ta phải đi giải cứu Cam. Được rồi, vậy thì mình sẽ gọi Carrie và nhờ cậu ấy đưa tụi mình tới thẳng chỗ ngắm sao luôn. Với sự giúp đỡ của cậu ấy thì các cậu có thể đến đó ngay lập tức. Polly và Roy chuẩn bị rời đi ngay lập tức nha. Được thôi. Cảm ơn cậu đã muộn vậy mà còn đến đây nữa. Cậu chính là người duy nhất tụi mình có thể cầu cứu đó. Đương nhiên rồi, mình luôn rất vui khi được giúp đỡ các cậu mà. Nè các cậu. Hả? Trở về bình an nha. Đương nhiên. Và tụi mình sẽ được Cam trở về an toàn không sức mẻ gì hết. Giữ an toàn cho mọi người khi tụi mình đi vắng nha. Được rồi, tụi mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp cho các cậu. Tới nơi thì gọi điện cho tụi mình nha. Tụi mình biết rồi. Hẹn gặp lại các cậu.
Hiện giờ mình đang ở đâu đây? Lạnh quá. Ôi trời, chắc mình bị rơi xuống nước ngầm rồi. Làm sao ra khỏi đây được đây? Có ai không? Cam đang bị mắc kẹt dưới đây nè. Có ai không vậy? Có ai không vậy? Có ai không vậy? À, có vẻ như chỉ có một mình ở dưới này. Nhưng chờ chút, hệ thống cứu nạn. Nhưng mà mình đã có nó ngay tại đây mà. Ôi trời, mình sẽ phải dành hết quãng đời cô đơn còn lại ở dưới này hay sao? Thôi đi nào, giật lại tinh thần đi Cam. Sẽ có cách để ra khỏi đây thôi. Ôi, xin chào. Có ai ở đây không vậy? Cái gì vậy trời? Trời ơi, sợ quá. Được rồi, đã vào cồn cát. Cò đứng đó chính là ngọn đồi Bumerang. Sẵn sàng nhảy ra chưa? Xong rồi. Harry, tụi mình sẵn sàng xuất phát rồi. Được, tới đồi Bumerang. Gió đang thực sự nổi lên. Xin lỗi các cậu, mình không thể đến gần hơn nữa. Không sao đâu, tụi mình có thể làm được mà, phải không? Đúng vậy, tụi mình không thể làm được gì nếu như không có cậu. Cảm ơn nha, Harry. Không có chi, chúc hai cậu may mắn nha. Ngọn đồi Bumerang rộng lớn hơn là mình nghĩ đó. Và mình đang nghĩ có lẽ tụi mình sẽ mất rất nhiều thời gian đi vòng để tới được chỗ ngắm sao. Cậu nói đúng. Vậy giờ làm sao đi? Polly, các cậu đã tới chỗ ngắm sao an toàn chưa? Chưa, vẫn chưa tới. Tụi mình đang rơi vào một cơn gió mạnh. Và Carrie không thể bay qua ngọn đồi Bumerang, cho nên mình và Roy phải leo bộ lên ngọn đồi. Các cậu phải đi qua ngọn đồi Bumerang sao? Các cậu có thể gặp phải một trận bão cát đó. Các cậu có chắc hay không? Đây là lựa chọn tốt nhất nếu tụi mình muốn giải cứu Cam càng sớm càng tốt. Con đường đó có thể có nhiều thử thách hơn các cậu nghĩ đó. Nhớ cẩn thận nha. Đừng lo, tụi mình phải làm như vậy mà. Thôi được rồi. Mình hy vọng các cậu ấy được an toàn. Đi bộ trong sa mạc khó hơn là mình nghĩ đó. Và bây giờ gió đang thổi lên nữa chứ. Bão cát đang tới kìa. Hãy chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn phải. Bám chắc nha. Cái gì vậy? Là đụng cỏ khô đó. Hãy cẩn thận nha Polly. Bám chắc vào nha. Bám chắc vô. Nè Polly, cậu ổn chứ? Không có sao đâu. Cậu nghĩ tụi mình đang ở đâu? Có vẻ như tụi mình đang bị mắc kẹt giữa hai đụn cát và bị chặn hết mọi phía. Sẽ không dễ dàng gì để thoát ra được. Như vậy không hay rồi. Âm thanh này có nghĩa là có người đang tới. Polly, Roy, Ronnie, các cậu ổn cả chứ? Không sao, tụi mình ổn. Cảm ơn trời đất, mình tới đây để giúp nè. Các cậu, đằng này nè. Mình tới đây. Xin chào, mình là Sandy. Mình là Polly. Mình là Roy. Mình chắc chắn các cậu sẽ có câu hỏi. Nhưng để sau đi ha, tụi mình phải đưa các cậu ra khỏi đây đã. Được thôi. Kitchen, sẵn sàng chưa? Rồi, hành động đi. Được rồi, nâng tụi mình lên đi. Đó. Tụi mình rất biết ơn sự giúp đỡ của các cậu. Không có chi.
mình nhẹ cả người khi tìm thấy hai cậu đấy. Sandy là người đứng đầu đội cứu hộ sa mạc và Kitten phụ trách trang bị cũng như vận chuyển đó. Ronnie đã kể cho tụi mình về đội cứu hộ của các cậu. Rất vui được làm quen với các cậu. Tụi mình rất hân hạnh. Mình thấy tò mò là sao các cậu tìm được tụi mình vậy? Xin đã gọi điện và báo cho tụi mình các cậu đang ở đâu. Thiệt hả? Nhưng cậu ấy nói đã gặp khó khăn khi liên lạc với cậu. À, đó là do thiên thạch rơi xuống đêm qua đó các cậu ơi. Thiên thạch rơi xuống sao? Cho nên tụi mình đã gặp một số vấn đề liên lạc. Nhưng bây giờ mọi việc đã ổn thỏa rồi. Tụi mình gặp may ha. Nhưng các cậu biết đó, vì thiên thạch đó mà Kem có thể vẫn gặp phải rắc rối. Lần cuối cùng tụi mình lần theo dấu vết thì cậu ấy đã ở một nơi gần ở chỗ thiên thạch rơi xuống. Thiệt hả? Vậy thì tụi mình cần phải tìm được cậu ấy thật nhanh chóng. Các cậu đưa tụi mình tới đó được không? Đương nhiên rồi. Nhưng trèo qua ngọn đồi Boomerang thì nguy hiểm lắm. Tụi mình sẽ chỉ cho các cậu lộ trình đi nhanh và an toàn hơn. Wow, cảm ơn các cậu nha. Bão cát lại bắt đầu rồi. Chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức thôi. Đúng vậy, hãy đến khu vực an toàn trước. Và ngay khi nó kết thúc, tụi mình sẽ đi tìm Kem. Nghe được đó. Có ai không vậy? Mình có cảm giác mình sẽ không bao giờ ra khỏi đây được nữa. Có ai không? Cứu mình với! Tập phim Hãy giữ lời hứa. Scooby! Không, mình lên trước! Mình lên trước! Mình lên trước! Mấy đứa yên lặng đi. Nếu mấy đứa cứ cãi nhau thì tất cả chúng ta sẽ trễ giờ đó. Bây giờ mấy đứa nghe lời anh xếp thành hàng một đi, rồi theo thứ tự đi lên xe là được. Được rồi, tốt lắm. Bây giờ hãy lên xe một cách cẩn thận. Xin chào Toby. Xin chào Tim. Hi Mary. Hi Annie. Xin chào. Còn đây là em trai của em, tên là Alfie. Wow, rất dễ thương. Hi Alfie. Xin chào Scooby. Annie, anh nghĩ để con gấu bông này vào cặp sẽ tốt hơn, nếu không sẽ làm mất đó. Nó là em trai của em, không phải gấu bông. Em có thể yêu cầu em trai của em ở yên trong cặp táp của em một thời gian không Annie? Em ấy nói không sao. Đi thôi, ăn đi. Chúng ta đi thôi. Ôi trời. Trạm cứu hộ. Đây là những món đồ bị mất được tìm thấy. Wow, nhiều đồ như vậy sao? Làm sao chúng ta có thể tìm thấy chủ sở hữu? Đừng lo lắng, tất cả đều có tên hết rồi mà. Đây là hộp dụng cụ của chú Builder. Còn đây là bóp tiền của Stacy. Con cừu này của Mary. Chúng ta viết tên lên món đồ sẽ thuận tiện hơn nhiều đó. Đúng vậy, nếu chúng ta viết tên của mình vào đồ đạc của mình thì sẽ thuận tiện cho việc tìm kiếm. Đúng, trong hôm nay thì mọi người hãy cố gắng tìm tất cả chủ sở hữu đi. Chào Scooby. Bye bye mấy bạn nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra vậy Annie? Em phải làm sao, em trai của em mất rồi. Cái gì? Annie, em có để quên ở trường không vậy? Em đánh rơi ở đâu đó rồi. Annie ơi, đừng khóc nữa. Anh sẽ tìm gói bông cho em. Em đã nói là em trai của em rồi. Được rồi, anh hứa sẽ tìm thấy mà. Em đừng khóc và hãy về nhà chờ đi. Không. Annie à, nếu như bây giờ em không về thì ba mẹ em sẽ lo lắng lắm đó. Nhưng mà nếu không có anh về thì em không ngủ được. Đừng lo lắng, tối nay trước khi em đi ngủ thì anh sẽ tìm thấy và đem về nhà cho em. Thật không? Đương nhiên rồi, Scooby là một người đàn ông, anh sẽ luôn luôn giữ lời hứa của mình. Stacy, đừng để mất một lần nữa nha. Chắc chắn, cảm ơn Polly. Không có gì, bye bye. Cảm ơn Roy. Tạm biệt Mary. Cảm ơn con nhiều nha Haley. Dạ không có gì. Ember, cậu làm xong chưa? Cần mình giúp gì không? Không, mình ổn, mình làm sắp xong rồi. Được rồi, gặp cậu sau. Yahoo!
Bây giờ mình phải làm gì đây ta? Trời cũng tối dần rồi, phải tìm được trước khi trời tối. Nếu như mình không tìm thấy thì sao? Scooby. Hả? Ồ, Polly. Hey, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Polly à, mình đang lo lắng vì mình không thể giữ được lời hứa. Giữ lời hứa gì vậy? Cậu có biết Annie không? Annie hả? Có phải cô bé có má hồng và tàn nhang không? Phải, em trai của cô bé đã bị mất tích rồi. Sao? Em trai cô bé hả? À không, đó là một con gấu bông. Tên của nó là Alfie. Và đối với Annie thì nó cũng quý giá như em trai của cô ấy vậy đó. Mình đã hứa với cô ấy rằng sẽ tìm em trai của cô ấy, ý là sẽ tìm được con gấu bông đó trước khi Annie đi ngủ vào tối nay. Mình đã tìm khắp nơi nhưng mà không thể tìm thấy được. Mình không muốn phải làm cho cô bé thất vọng đâu. Scooby, đừng khóc nữa. Đội cứu hộ có thể giúp cậu mà. Thật sao? Tụi mình sẽ tìm thấy con gấu bông của Annie trước khi trời tối, không để cho cậu thất hứa đâu. Chúng mình về rồi. Các cậu đã làm xong chưa? Mình là người hoàn thành đầu tiên. Thật tuyệt vời. Mình thật sự rất vui vì đã làm cho mọi người hạnh phúc. Kể từ bây giờ, cậu sẽ nhận nhiệm vụ tìm chủ sở hữu của tất cả những món đồ bị mất. Cái gì? Quá nhiều hả? Sao lần này Polly về trễ quá vậy kìa? Ừ đúng đó. Polly, cậu đã làm xong nhiệm vụ chưa? Nếu làm xong rồi thì tất cả các nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Xin lỗi, nhưng mà chúng ta còn một nhiệm vụ khác phải làm nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta phải giúp Scooby giữ lời hứa với mọi người. Lời hứa của Scooby? Các cậu đến đây rồi, mình sẽ kể cho các cậu nghe. Hẹn gặp lại ở quảng trường nha. Được thôi. Tìm thấy thật sao? Scooby, đừng lo lắng. Chúng ta phải tìm một con gấu bông sao? Các cậu có thể giúp mình không vậy? Tất nhiên rồi. Nếu tất cả chúng ta đi tìm thì có thể nhanh chóng tìm thấy. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Chúng ta cần phải tìm thấy trước khi trời tối, không có thời gian nữa. Được thôi. Giờ chúng ta hãy chia nhau ra đi tìm gấu bông nào. Được thôi. Gấu bông hả? Không. Mình không nhìn thấy nó. Wow, nó đây rồi. Là hòn đá. Mình đã tìm khắp nơi, nhưng mà không tìm thấy. Không được, chúng ta phải tìm thấy nó. Không có con gấu bông là Annie không thể ngủ được đâu. Nếu như cô bé không thể ngủ vì mình thì mình không thể tha thứ cho mình được. Hả? Clinny. Hả? Polly, mà có chuyện gì vậy? Tụi mình đang tìm con gấu bông của Annie. Gấu bông. Cậu có nhìn thấy không? Gấu bông không, mình không nhìn thấy. Không sao. Mình thật sự rất muốn giúp cậu, nhưng bây giờ mình bận lắm Polly. Không có sao đâu, cậu hãy tiếp tục hoàn thành công việc của cậu đi. Cảm ơn Linny. Bây giờ tụi mình sẽ đi tìm con gấu bông. Mình hy vọng các cậu sẽ tìm thấy. Bye bye các cậu. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ đi, xem chúng ta đã bỏ qua con đường nào. Nếu có người nhặt được con gấu bông thì sao? Nếu có người lượm được thì sẽ báo với trạm cứu hộ rồi. Đúng rồi, nhưng nếu vậy thì Jin đã gọi cho chúng ta. Vậy cũng đúng.
cùng cũng xong. Đúng là một ngày bận rộn. Hả? Gì đây? Hả? À. Tụi mình đang tìm con gấu bông của Annie. Hả? Con gấu bông? Thì ra mình đã lượm. Mình đúng là rắc rối mà. Cuối cùng, Scooby không phải là đàn ông nữa rồi. Vì mình đã không giữ lời hứa với Annie được. Scooby, cậu đừng khóc mà. Chắc chắn sẽ có cách thôi. Chin! Polly, mình có một tin vui. Tin vui gì vậy? Mình sẽ nói khi cậu đến đây. Nhớ dẫn theo Scooby nha. Scooby? Ta-da! Wow, đây là em trai của Annie. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình lượm được ở trạm xe buýt, nhưng mà mình bận tới nỗi quên mất tiêu nó luôn. Chúng mình đã tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy. Mình xin lỗi, nếu mình mang nó tới sớm hơn thì các cậu đâu phải tìm khắp thị trấn. Không sao đâu, Clinny. Nếu như cậu không giúp thì tụi mình cũng không tìm thấy nó. Thật không? Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu rất nhiều, Clinny. Và cảm ơn tất cả các cậu rất nhiều. Các cậu đã vì mình mà cố gắng đi tìm. Không có gì. Nè, Scooby à, sắp tới giờ đi ngủ rồi đó. Cậu nên đưa cho Annie đi. Được rồi. Annie, đã đến giờ đi ngủ rồi. Lên lầu đi. Dạ chưa mẹ. Hả? Scooby. Annie, em lên xe nhìn đi. Hả? Anh Phi của em nè. Scooby, cảm ơn. Hả? Cái này là gì vậy? Đây là món quà tặng cho em. Kể từ bây giờ em phải viết tên của em vào những món đồ của mình thì mới dễ tìm. Dạ được, em hứa mà Scooby. Bây giờ em sẽ có một giấc mơ ngọt ngào với Alfie rồi. Dạ. Em trai của em Scooby, cảm ơn anh rất nhiều vì giữ lời hứa với em. Anh cũng cảm thấy vui mừng vì anh đã có thể giữ lời hứa với em. Mình muốn nó. Mình để đâu mất rồi? Không thể tin được. Mình không thể để mất thứ quan trọng như vậy được đâu. Chào Mini. Chào anh. Anh vẫn khỏe chứ anh Polly? Em tìm gì ở đây vậy hả? Em đang tìm cái nơ ông nội tặng cho em. Em không thể để mất cái nơ đó được. Ôi trời, nếu anh thấy nó ở trên đường, anh nhất định sẽ đem về cho em ngay. Cảm ơn. Hả? Chú kêu lên đến kìa. Hôm nay chú ấy đi đâu mà vội vã quá vậy? Ta-da! Đây là cái gì vậy? Tất nhiên là quả cầu tuyết rồi. Betty tặng cho tôi đó. Ông có biết là con bé đã dốc hết tiền túi của nó để mua món quà này tặng cho tôi không? Con bé ngọt ngào quá đúng vậy không? Phải, con bé rất dễ thương. Nhưng ai cũng biết Mini nhà tôi đối xử tốt với ông nội nó như thế nào mà. Mini là một cô bé ngoan. Nhưng ông có còn nhớ cái hồi Betty nhà tôi tặng cả dàn máy tính mới cho tôi không? Phải, mỗi tội dàn máy tính đó đã chìm trong biển lửa. Hả, cái gì? Mini biết mắt tôi kém nên đã làm cho tôi một cặp kính để tôi nhìn rõ hơn. Nhưng lúc ông nhận được cũng bị hư rồi. Sao ông lại nói vậy? Bình tĩnh, tôi nói chơi thôi mà. Trời ơi, sắp tới giờ Clinny tới lấy lớp xe mới rồi. Tôi quên mất tiêu luôn á. Thôi, tôi về nha. Tôi đi với ông, dù gì tôi cũng đang định ra ngoài. Được, đi à. Ồ, nhìn mọi thứ có vẻ ổn rồi. Chắc mình về được rồi. Hả? Gì đây? Một cái nơ. Không biết ai để ở đây nữa. Ồ, mình phải đem về luôn thôi. Ông ơi, con về rồi. Hả? À, cái
cái gì đây? Hả? Không biết qua ai nữa. Món đồ chơi này đẹp quá. Đâu ra cái nơi này vậy? Mình lượm được ở ngoài đường đó. Mình đang đi tìm chủ nhân của nó. Các cậu có biết là của ai không? Để xem. Nhìn thì có vẻ giống với loại nơ con gái hay đeo. Hả? Mình về rồi đây. Chào Bô Ly. Bô Ly, mình mới tìm thấy cái này ở trên đường. Cậu có biết là của ai không? Là một cái nơ. Cậu lượm được ở đâu vậy? Mình lượm ở gần nhà của chú Musty đó. Vậy mình có cảm giác cái nơ màu hồng dễ thương này là nơ của Mini. Em ấy nói lỡ là mất, nhìn em ấy buồn lắm. Wow, xem ra mình phải quay lại để hỏi thử xem sao. Con thấy khá hơn rồi, cảm ơn chú Wheeler. Tạm biệt, nhớ quay lại. À, giờ thì mình có thể chiêm ngưỡng quả cầu tuyết rồi. Ủa, không có quả cầu tuyết ở đây. Chắc là mình để ở chỗ ông Musty rồi. Mình phải quay lại đó thôi. Thần kỳ quá. Ông Musty. Ông Musty, ông đâu rồi? Con rất tiếc. Ông con không ở nhà đâu ông Wheeler. Vậy hả? Mimi, con có thấy quả cầu tuyết của ông để ở đây không vậy? Quả cầu tuyết là gì vậy ông? Là một quả bóng thủy tinh nhỏ, khi lắc sẽ có tuyết rơi bên trong. Xin lỗi, nhưng mà con không thấy quả cầu tuyết nào hết. Kỳ lạ ta. Ông cứ tưởng mình để quên ở chỗ này chứ. Nhưng xem ra không có rồi. Vậy không có ở đây thì chắc ông làm rớt trên dọc đường hả ta? Chắc là mình làm rớt ở dọc đường rồi. Mimi ơi, cảm ơn con nhiều. Ông đi nghe. Dạ. Mình làm gì vậy? Mình đã nói dối ông Wheeler rồi. Chào Mimi. Không phải con. Con ơi, chào anh. Anh làm em sợ hả? Dạ không, không có đâu mà. Mini, em không ngờ được anh đem cái gì tới đây đâu. Ta da, của em đúng không? Nơ của em, anh tìm thấy ở đâu vậy? Anh bay trên không và nhìn thấy nó. Của em đây, xong xuôi. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Haley. Đây là quà của ông nội em. Em cứ tưởng em là mất rồi nên buồn từ sáng tới giờ. Anh biết. Anh rất vui khi em tìm lại được nó. Cẩn thận đừng để làm mất nó nữa nha. Gặp lại em sau. Gặp lại anh sau. Vậy đó là nơ của Mimi sao? Phải. Đúng như lời Bô Ly đã nói với chúng ta ngay trước đó. Hình như em ấy cũng đi khắp nơi tìm đi tìm lại mấy lần. Chắc cái nơ đó có ý nghĩa đặc biệt với em ấy lắm. Em ấy nói đó là quà của chú Musty. Vậy là được rồi. Cũng may là cuối cùng em ấy đã tìm được cái nơ đó. Đâu mất rồi không biết. Mình đã tìm ở những chỗ mình đi qua rồi mà ta. Ủa, cái gì đây? Có khi nào ở dưới đó không? Hả? Có phải nó không? Chỉ là thùng sơn thôi hả? Không biết mình nghĩ gì nữa. Có ai không? Có ai ở đó không? Nhìn nó đẹp quá. Có nên nói dối tiếp hay không? Nhưng lúc mình mất cái nơ ông nội tặng mình thì mình thấy buồn lắm. Thôi được rồi, mình phải đem trả cho ông Wheeler mới được. Làm ơn cứu tôi với. Là tiếng gì vậy ta? Có ai nghe tôi nói không? Hình như là giọng của ông Wheeler. Làm ơn cứu tôi với. Ôi trời ơi. Mini, ông bị té xuống đây và không cử động được con ơi. Con gọi đội cứu hộ tới đây cứu ông với. Dạ được. Ông đợi con một chút. Chào, Jean nghe đây. Mau tới đây đi, ông Wheeler mới bị tai nạn đó. Ôi trời ơi. Đội cứu hộ, khẩn cấp. Chú Wheeler bị té xuống hầm gần bờ sông đường Quả Táo. Mọi người tập trung tới khu vực đó ngay lập tức. Được rồi.
ở dưới đây nè. Tụi con tới rồi. Ê, hình như lúc té xuống chú bị đụng trúng cái chân rồi, chân chú không cử động được. Chú cứ bình tĩnh đi, tụi con sẽ cứu chú lên. Amber, cậu xuống dưới xem sơ cứu được gì cho chú ấy trước không. Bolly, ở đó có dốc xuống kìa. Tuyết ơi, trong lúc Amber kiểm tra chân của chú ấy, hai cậu cứu chú ấy ra khỏi đó đi. Đã rõ. Tụi con đi. Chú ở đây nè. Tụi con sẽ qua ngay. Em ơi, cậu qua đi. Cảm ơn. Để xem. Đau quá con. Con sẽ trị cho chú. Chú ráng ngồi yên để con khám cho. Được rồi. Bully, lúc mình chữa cho chú ấy, cậu mở sẵn xe đẩy có được không? Tất nhiên rồi. Chú Quiller đừng lo quá. Con quả thật làm việc công tình. Cảm ơn. Được rồi. 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 Sẵn sàng chưa? Được rồi. Được rồi. Kéo chú ấy lên. Được rồi. Chú cứ nghỉ ngơi đi chú Wheeler. Nếu chú không đi vô khu đang thi công thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi. Lẽ ra chú không nên tới đây tìm đồ. Là lỗi của con hả? Lẽ ra con nên trả lại cho ông từ trước mới phải. Con thấy đẹp quá nên mới nói dối ông để có thể giữ lại chơi. Đừng lo Mini. Con thấy đồ để lung tung lại không biết của ai, làm vậy cũng là chuyện thường tình thôi mà. Phải, đúng rồi đó. Nhưng em đã nhận sai và tìm cách sửa chữa lỗi lầm của mình. Đúng vậy, em đã dũng cảm nhận lỗi về mình. Đúng rồi đó, con thật sự rất dũng cảm. Cảm ơn con đã đem trả quả cầu tuyết cho ông. Dạ không có gì, con trả nó vậy cho chủ nhân thật sự của nó thôi. Amber, cậu đưa chú Wheeler tới bệnh viện được không? Được thôi. Từ từ thôi nha. Cảm ơn các con. Không, dạ, không có gì. Rồi, sẵn sàng rồi. Mình về liền. Tạm biệt chú Wheeler. Ông Wheeler ơi, ông mau khỏe lại nha. Xin hãy thành thật. Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Jin chưa dọn dẹp sao? Các cậu. Sao các cậu lại ở đây? Haley, coi chừng. Cậu có ổn không? Mình không sao. Haley, lại bị té nữa hả? Phải, tại cái này. Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ? Jen, Haley có thể bị thương nặng đó Jen ạ. Đúng rồi, cậu phải dọn dẹp mọi thứ khi đã hoàn thành công việc chứ. Cậu nói đúng, mình sẽ làm ngay. Mình xin lỗi cậu Haley. Đây là gì? Jen có tên của cậu trên đó. Wow, thư được gửi đến cả tháng trước. Gửi từ hiệp hội của các nhà phát minh. Gì? Đến từ đâu hả? Để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập hiệp hội của chúng tôi, chúng tôi đang tìm kiếm một nhà phát minh mới. Bạn nghĩ rằng bạn có thể giành chiến thắng không? Gửi phát minh vĩ đại nhất của bạn vào ngày 24 tháng 7. Ôi trời, không thể tin được. Mình nghĩ là mình phải tham gia thôi. Nhưng mà Jin chỉ còn 3 ngày thôi. Phải, đâu có nhiều thời gian đâu. Không sao hết. Mình đã lên kế hoạch này trong cả năm nay rồi. Mình biết những gì mình muốn làm. Đây, robot trợ giúp của mình. Mọi người thấy rồi. Mình gần như đã hoàn thành bản thiết kế. Nếu các cậu có thể quản lý trạm cứu hộ thì mình sẽ có thời gian phát minh ra robot của mình. Chúng mình sẽ giúp cho cậu mà. Mình nghĩ rằng cậu có thể chiến thắng đó Jin. Thật sao? Các cậu quản lý giùm mình hả? Mình đi làm việc đây. Hãy
mình sắp hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ cần tải ứng dụng lên trí tuệ nhân tạo của robot. Phải nhưng tối nay không được rồi. Jin, cậu ấy vẫn chưa tới. Mình nên tắt cái đèn đi. Hả? Robot trợ giúp của Jin rất dễ thương. Hoàn thành xong chưa vậy? Ellie. Hả? Rồi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chuyện gì đang xảy ra? Không có gì, mình đang kiểm tra hệ thống thôi, còn cậu? Hình như chân dịch của mình có vấn đề. Chắc do hôm qua mình bị té. Mình muốn nhờ Jin kiểm tra cho mình. Ý kiến hay, cậu phải kiểm tra thật kỹ mới được đó. Mình cũng nghĩ vậy. Tuyệt vời, mình sẽ gặp lại cậu sau. Ừ. Bản thiết kế. Mực bắt đầu về rồi, gọi Jin ngay lập tức đi. Không, đừng gọi, cậu ấy sẽ rất tức giận. Làm ơn đừng nói gì với cậu ấy. Vậy chúng ta nên làm gì? Không biết nữa. Ý là mình chắc chắn sẽ nói với cậu ấy. Chỉ là không muốn nói ngay bây giờ. Mình cần thêm thời gian. Làm vậy là không đúng đâu. Là ai hả? Ai là người làm đổ sữa lên bản thiết kế phát minh của mình vậy? Bản thiết kế hư rồi. Haley, là cậu. Cậu luôn nghĩ đó là mình, nhưng không phải. Vậy ai làm chuyện này chứ? Holly đã đi tuần tra cả ngày, và đến lượt Amber cũng quản lý trạm cứu hộ. Vậy là Roy. Cái gì? Mình không có làm. Jin, nếu là chúng mình thì sẽ nói cho cậu biết ngay lập tức mà. Phải. Có lẽ thùng đựng bản thiết kế ngã xuống làm đổ ly sữa thì sao? Điều đó thật là nhảm nhí. Làm sao mà thùng đựng bản thiết kế tự ngã được chứ? Không, chắc chắn là có người làm đổ sữa. Tại sao lại bị hư đúng phần mình chưa thực hiện chứ? Robot của mình không có não thì không có được đâu. Haley, mình nghĩ rằng đã đến lúc cậu nói sự thật cho Jin biết rồi đó. Mình biết, nhưng mình không làm được. Họ đang nói gì với nhau vậy? Mình chỉ sợ cậu ấy không bao giờ tha thứ cho mình. Mình biết, nhưng cậu kéo dài thời gian cũng không có được đâu. Mình biết, nhưng mình cần thêm thời gian. Mình hứa là sẽ nói với cậu ấy mà. Haley. Amber, Jin thế nào rồi? Mình biết cậu ấy vẫn thất vọng về chuyện bản thiết kế bị hư. Cậu ấy làm việc rất chăm chỉ. Mình nghĩ có lẽ Roy biết điều gì đó nhưng không nói với chúng mình. Sao? Cậu nghĩ Roy đã làm đổ ly sữa sao? Phải. Mình chính mắt nhìn thấy Roy đi vào chỗ này mà. Cậu vừa mới nói gì Jin? Jin, cậu thấy Roy đi vào chỗ này hả Amber? Mình hiểu chuyện gì rồi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không có được đâu. Mình biết điều đó mà. Roy! Mình không tin là cậu làm hỏng bản thiết kế của mình luôn đó. Cái gì? Nhưng thật sự là mình không làm đâu Jin. Mình không có làm mà. Tại sao cậu không nói ra sự thật chứ? Mình có một nhân chứng ngay tại đây nè. Rồi, chính mắt mình nhìn thấy cậu đi vào trong đó. Jin rất buồn khi mình nói với cô ấy. Mình rất xin lỗi. Không sao đâu, đúng là lúc đó mình có mặt ở trong thiệt. Tuy nhiên, mình không phải là người làm đổ sữa. Được rồi, vậy thì ai làm hả? Dừng lại. Mình không thể chịu được nữa. Mình là người đã làm đổ sữa. Mình cảm thấy rất sợ hãi. Mình nên nói với cậu ngay lập tức mới phải. Mình xin lỗi. Haley. Vậy có trở nên tồi tệ hơn không? Mình nên nói sự thật. Mình làm cho bạn bè nghi ngờ lẫn nhau. Cháy rồi. Hả? Cháy rồi. Nhà của Spooky đang cháy. Mình phải cứu lấy lớp xe của mình. Cháy rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Haley, mình đang bắn pháo hoa ở đây. Và rồi có gì đó không ổn. Xin đừng để lớp xe của mình bị cháy. Đó không phải là điều mình lo lắng. Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay. Đi thôi, đi theo mình. Nhanh lên. Lớp xe của mình. Mình phải đi ngay. Ổn không? Sao vậy? Mình không bay được. Đầu của mình. Mình đã hít phải quá nhiều khói rồi. Jin, cậu biết là Haley không cố ý. Đó chỉ là một tai nạn thôi. Bây giờ cậu ấy nói sự thật với cậu rồi. Cậu hãy hiểu cho cậu ấy. Dạ, đây là đội cứu hộ. Jin,
nhà của mình đang bị cháy. Sao chứ? Cậu có ổn không vậy? Mình thì vẫn ổn. Hayley đã cứu mình ra ngoài, nhưng mà cậu ấy bị mắc kẹt ở bên trong với một đống lốp xe đang bốc cháy. Mình nghĩ cậu ấy không thể bay được. Đúng rồi, Hayley nói hình như chân dịch có gì đó không ổn. Cái gì? Không được rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy? Đừng lo lắng, Jin. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Nhanh lên, chúng ta cần tới nhà của Spooky. Đi thôi. Spooky, các cậu tới rồi. Tụi mình sẽ xử lý. Cậu tìm nơi nào đó an toàn đi. Được. Mình sẽ vào trong và đưa cậu ấy ra ngoài. Hai người hãy cố gắng dập tắt ngọn lửa nha. Được rồi. Ellie. Hayley, mau ra khỏi đây thôi. Rồi. Phải, chúng ta đi ngay thôi. Được rồi. Hayley, an toàn rồi. Phải. Mình vẫn ổn mà. Chúng mình rất lo lắng cho cậu đó. Tất cả đều là lỗi của mình. Nếu mình nói sự thật thì sẽ không có chuyện. Mình sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Không có sao đâu, Hayley. Chúng mình thật sự cảm thấy rất mừng khi cậu vẫn ổn. Phải. Đó là sự thật. Jin đã tha thứ cho cậu rồi. Thật sao? Tốt quá rồi. Đợi đã. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu và Jin vậy? Các cậu nói cậu ấy biết đây. Hayley, cậu muốn đi đâu nữa hả? Cậu phải nằm nghỉ ngơi chứ. Mình biết, nhưng mình sẽ ổn thôi. Cậu mới là người phải đi ngủ. Gặp lại cậu sao? Hayley. Cậu ấy quá cứng đầu. Mình rất vui vì mọi chuyện được giải quyết và cậu đã hoàn thành robot của mình. Chỉ trong thời gian ngắn thôi. Cảm ơn Hayley vì trí nhớ tốt quá. Đúng vậy. May là cậu ấy đã nhớ bản thiết kế của cậu trước khi bị hỏng. Cậu nói đúng. Nhưng nếu như cậu ấy thành thật thì sẽ tốt hơn nhiều. Mình nghĩ là mình nên đi ngủ một chút. Đi đi, tụi mình sẽ quản lý trạm cứu hộ cho. Hả? Jin, cậu không thể ngủ ở đây, vào trong ngủ đi. Hayley, cậu đúng là một kẻ gây rối. Tập phim Kế hoạch bí mật của Cam. Chúng mình đi đây, Jin. Hôm nay đúng là một ngày tốt. Đây là một ngày tốt để đi tuần tra đúng không? Phải. Ngày mai có phải là ngày Kem về không? Đúng rồi đó. Mình rất mong được nghe tin tức mà Kem mang về. Mình ước rằng một ngày nào đó Kem sẽ đến sống ở đây. Sau đó chúng mình sẽ được nghe về những cuộc phiêu lưu thú vị của cậu ấy. Đúng vậy. Được đi du lịch giống như Kem đúng là tuyệt vời. Được rồi mọi người, mình đi làm việc thôi nào. Được thôi. Xin chào ba cậu. Xin chào CC. Xin chào buổi sáng cô Bell. Xin chào CC. Chào CC. Mình gặp Kem trên đường nên chúng mình cùng tới đây luôn. Ngạc nhiên chưa? Xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Chào buổi sáng cô gái. Xin chào Kem. Kỳ lạ quá, thực sự chỉ có 10 thôi sao? Dạ.
hả? Chắc chắn là mười mà. Có phải là mình tới đây thường xuyên quá cho nên không được chào đón hay không? Khen, sao con nói vậy? Con có nói là ngày mai mới đến phải không? Đó là kế hoạch ban đầu của con, nhưng con đã thay đổi quyết định vào phút cuối. Con tới đây sớm để xem mọi người chào đón con như thế nào đó mà. Sao? Cậu nói gì vậy hả? Không có gì. Nếu ngày mai có ai hỏi về tung tích của mình thì các cậu chỉ cần nói với họ rằng các cậu không biết gì cả và phải giữ bí mật rằng mình đang ở đây nha. Nhưng nếu nói với mọi người như vậy thì mọi người sẽ lo lắng cho cậu lắm á. Đó chính xác là những gì mà mình muốn. Khi mọi người đang lo lắng thì mình sẽ xuất hiện ở ngay trước mặt họ với hàng tấn quà tặng thật dễ thương. Ta-da! Wow. Nhưng vấn đề là nếu như không có ai lo lắng cho mình hoặc không chào đón mình tới đây thì điều đó chứng minh rằng bạn bè của thị trấn Rum đã không còn yêu thích mình nữa và mình sẽ quên việc coi nơi này thành quê hương của mình luôn. Kem, sao cậu lại nói vậy? Dù sao đi nữa, hãy làm như mình yêu cầu đi mà. Mình thật sự muốn biết bạn bè của mình quan tâm tới mình như thế nào mà. Làm ơn hãy giúp mình đi có được không? Được rồi. Mình tin tưởng mọi người. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây. Nếu như mình ở đây và bạn bè mình bắt gặp mình thì kế hoạch của mình sẽ thất bại. Gặp mọi người vào ngày mai nha. Nói thiệt là Kem sống tùy hứng quá. Vậy nên Kem mới đặc biệt hơn người khác. Mình phải đảm bảo rằng không có bạn bè nào nhìn thấy mình. Kem Ellie, hôm nay cậu bận rộn quá. Mình gặp rắc rối rồi, không có chỗ nào để trốn hết rồi. Phải, mình kiểm tra ở đây xong rồi. Mình cũng vừa từ cảng ra đây. Mình thấy rồi. Cẩn thận nha. Bye Ellie. Mình không nghĩ là đi bộ cũng gặp được bạn bè của mình nữa. Nếu như mà mình làm vậy thì sẽ không có ai nhìn thấy mình. Được rồi, cậu chụp lấy. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Polly. Để mình lượt cho. Chú nghĩ rằng cần thêm hàng rào bảo vệ nữa đó. Vậy thì con sẽ về trạm cứu hộ xem coi có không. Cảm ơn con. Hình như có gì vừa đi qua phải không chú? Có không, chú không chắc. Jin, có vấn đề phải không? Phải, giờ cậu phát hiện ra nên mình đã sửa xong rồi. Tốt quá rồi, vậy mình sẽ tiếp tục đi tuần tra. Được rồi. Thật khó để trốn như người bạn ở trong thị trấn. Dù sao đi nữa, phong cảnh ở đồi Eagle thật sự tuyệt vời giống như lời đồn. Tối nay mình sẽ phải ở lại qua đêm trên ngọn đồi này. Đứng ở một vị trí tuyệt vời như vậy, mình đột nhiên thấy mình giống như một nhà thám hiểm. Tuy nhiên mình phải thực hiện kế hoạch vào sáng ngày mai. Tốt hơn hết là bây giờ mình nên đi ngủ trước thôi. Ngủ ngon nha. Sao đột nhiên lại nổi gió vậy ta? Lạnh quá. Chúng mình về rồi. Chào mọi người. Mọi người tuần tra sao rồi? Không có gì để báo cáo gì thị trấn. Không có gì đặc biệt ở trung tâm thành phố. Mình cũng vậy. Nhưng gió hôm nay thổi mạnh quá rồi. Đúng đó, sao đột nhiên nổi gió vậy? Mình vừa mới kiểm tra lại dự báo thời tiết xong. Vì dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng chính xác. Tốt nhất là mọi người nên cảnh giác vào tối nay. Được. Sao lại thổi mạnh quá vậy? Mấy đứa vừa giúp đỡ lẫn nhau nha. Dạ. Tại sao đột nhiên nổi gió vậy? Lipty xong chưa vậy? Rồi. Lipty, Terry, Ubel. Tối nay nhớ ở trong nhà nha. Dạ. Không biết tối nay Kem sao rồi. Cậu ấy nói là tối hôm nay sẽ ở lại trong rừng thì phải tốt hơn hết, nên nói cho đội cứu hộ biết thôi. Phải. Nhưng Kem đã cầu xin mọi người giữ bí mật về chuyện này mà. Đúng vậy, Kem là một chuyên gia cắm trại, con chắc là sẽ không có gì xảy ra đâu. Liệu có thực sự tốt hay không? Mọi người có vui khi gặp mình không? Ừ.
Chào buổi sáng Jim. Chào buổi sáng. Wow, quá trời rác luôn. Đêm qua gió thổi rất là mạnh mà. Nhưng mà chúng ta may mắn khi có thể vượt qua an toàn đó. Đúng vậy, chúng ta rất là may mắn. Hôm nay là ngày Kem đến đây có phải không? Đúng vậy. Cậu ấy nói đến đây bằng thuyền nhưng không biết cô đến nơi an toàn hay không nữa. Mình sẽ hỏi thăm chuyện này khi đi tuần tra ở cảng. Được rồi, ý kiến hay đó. Mình sẽ quay lại. Chúng mình cũng đi ra thị trấn tuần tra. Gặp lại sau. Chào các cậu. Chào Hayley. Mọi người đang làm gì ở đây? Mọi người nói rằng họ đến đây gặp Kem vì họ lo lắng Kem không thể đến đây an toàn đó. Bởi vì đêm qua đột nhiên gió thổi rất mạnh. Đúng vậy. Thật ra mình đến đây cũng vì lo lắng cho Kem. Mình nghĩ với cơn gió hôm qua không phải bất cứ ai cũng được an toàn. Làm sao mà an toàn được? Với cơn gió như vậy dù ở trên cạn hay dưới nước cũng không an toàn. Nhưng Kem đã lên thuyền ngày hôm qua và vẫn chưa xuất hiện. Tụi mình thật sự lo lắng lắm luôn. Lipty nói là cậu ấy đã đến nơi nhưng lại không liên lạc được. Gì? Không liên lạc được sao? Có đúng vậy không Lipty? Chuyện này... Chúng ta có nên nói sự thật hay không vậy? Sự thật gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô nghĩ rằng chúng ta phải nói sự thật. Mình đã ngủ rất ngon trong một thời gian dài. Đây là nơi nào vậy? Cục đá chàng lại đâu mất tiêu rồi. Các cậu, có chuyện xảy ra rồi. Chuyện gì, Hayley? Mình nghĩ có chuyện sẽ xảy ra với Kem. Mình nghe cô Bell nói rằng Kem đã đi đến thị trấn vào hôm qua. Và cậu ấy đã đi đến đồi Eagle để cắm trại. Cậu nói gì? Chúng ta phải tìm Kem ngay lập tức. Có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Được rồi, Hayley, cậu đi vào rừng trước và tìm Kem đi. Tụi mình sẽ tới đó sau. Được rồi. Cứu dây. Có ai ở đây không? Cứu dây. Kem, cậu đang ở đâu vậy hả? Cứu dây. Thấy rồi. Kem bị kẹt trong nhà cắm trại của cậu ấy và đang lăn xuống một ngọn đồi với tốc độ rất nhanh. Mình không thể dừng lại được. Nhanh lên nào. Được rồi, Hayley. Nhanh lên nào. Được. Hayley, tụi mình ở ngay dưới chân đồi. Vị trí của Kem ở đâu? Cậu ấy sắp lăn xuống chỗ các cậu rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Nhanh. Em ơi. Kem. Cậu có sao không? Cậu, mình ổn. Wow, chắc là đau lắm đó. Cậu có ổn không Kem? Đây không là gì cả. Mình thật sự xin lỗi mọi người. Mình đã vô tình suy nghĩ ra một chuyện dại dột như vậy nên mới ra nông nổi như vậy. Đúng vậy Kem, cậu đã làm hơi quá để kiểm tra tình bạn của mọi người rồi đó. Phải. Cậu không biết tụi mình lo lắng cho cậu cỡ nào đâu. Cậu làm mình thấy đau lòng như khi mất hết lốp xe vậy. Nhưng đối với mình thì bây giờ mình thấy rất hạnh phúc khi chắc chắn về tình bạn của chúng ta. Kem à, cậu phải kiểm tra thật kỹ mới được. Đúng rồi Kem. Mà nè Kem, con có thể đi lại trong khi bị thương như vậy không? Con nghĩ rằng con sẽ phải ở đây một thời gian. Phải, có vẻ như cậu ấy sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng. Wow, một tháng sao? Cái gì vậy? Mọi người hạnh phúc khi mình bị thương hả? Làm gì có chuyện đó chứ. Tụi mình vui vì cậu sẽ ở đây một thời gian dài. Đúng vậy. Thiệt hả? Thật là tuyệt vời. Vậy thì mình sẽ coi là ai tới thăm mình nhiều nhất trong một tháng này. Cậu đang thử thách bạn bè hả? Trời ơi, bây giờ Roy cũng biết nói đùa với mình nữa chứ. Cái gì? Hả?
tập phim. Làm ơn đi, Clini. Làm mau cho qua. Hả? À, trời ơi, rất là bận rộn. Mình nên làm gì bây giờ đây? Mình đi bên đây trước hay là... Post đi. Clini. Chuyện gì vậy? Giờ mình có rất nhiều thứ phải đi phát đó. Mình đang suy nghĩ là nên đi đâu trước. Mình cảm thấy cậu đang mệt mỏi lắm. Mình không biết có thể đi phát hết hay không. Clini, cậu có thể giúp mình được không vậy? Cậu muốn mình giúp thật sao? Nếu cậu có thể giao bớt hàng giùm mình thì tốt biết mấy. Giao giùm hả? Cậu không giúp được hả? Mình biết đây là một yêu cầu quá đáng. Gặp lại cậu sau nha. Posty, mình sẽ giao giùm cho cậu. Có thật không vậy? Cậu chỉ cần đưa cái này cho Marin. Cậu ấy sẽ rời khỏi cảng lúc 5 giờ. Cậu không được đến trễ đó. Cảm ơn nha, Clini. Bác Posty. Sao em bớt? Mình cảm thấy khỏe hơn sau khi được cậu sửa chữa. Tất nhiên rồi, kỹ năng sửa chữa của mình là tốt nhất. Xin chào. Xin chào. Các cậu đi đâu vậy? Mình sẽ đến cảng đi kiểm tra điện thoại ở đó đó. Và tới đó để gặp Marin. Vậy thì vui quá rồi. Lâu lắm rồi mình không gặp Marin. Mình cũng vậy. Nhờ mấy cậu gửi lời hỏi thăm Marin giùm mình. Được rồi. Đi đây. Tạm biệt. Mình sắp xong rồi. Bây giờ mình chỉ cần tới cảng giao bức thư giùm cho Posty thôi. Hả? Clini. Xin chào. Xin chào Max. Có chuyện gì vậy? Mình cần sự giúp đỡ của cậu. Giúp gì chứ? Vui lòng dọn sạch chỗ đang làm đường. Làm ngay bây giờ luôn. Ngay bây giờ? Nhưng mà mình không thể. Tại sao? Cậu không thể giúp mình được hả? Được rồi. Mình biết cậu sẽ giúp mình mà. Mình đi trước nha. Dạo này cậu chạy nhanh quá đi. Cảm ơn. Nhưng mà lần này mình sẽ tới trước cậu. Polly, cùng nhau đi đi. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Xin chào Marin. Marin. Xin chào hai cậu. Cậu có khỏe không Marin? Vẫn khỏe mà. Mà nè, ngọn gió nào đưa hai cậu tới đây? Mình đến đây để kiểm tra điện thoại cho cảng. Kiểm tra đi. Làm xong rồi quay về đây. Mình sẽ kể cho hai cậu nghe về chuyện một con cá voi biết hát. Một con cá voi biết hát sao? Nghe có vẻ thú vị. Được rồi, hẹn gặp lại sau. Vậy là con phải chờ nữa hả? Con cũng thấy rồi, bọn chú còn chưa làm xong nữa mà. Vậy thì con phải đợi khoảng bao lâu chứ? Khoảng một tiếng nữa nha. Không, một tiếng sao? Bây giờ mình quay lại đây vì tiếng hát của con cá voi. Thật là thú vị. Một con cá voi biết hát. Mình sẽ giới thiệu với các cậu sau. Bây giờ tới lúc mình phải đi rồi. Ồ, đi rồi sao? Mình có việc phải làm mà. Nói lời tạm biệt như thế này mình thấy tiếc quá. Chúng ta có thể gặp lại sao? À phải rồi, mình còn phải nhận được một bức thư quan trọng từ Posty. Nhưng Posty tới muộn quá trời. Posty giao hàng tới trễ sao? Phải, có chuyện gì à? Mình làm xong rồi. Dạ chú Builder ơi, xong rồi. Clini, con có thể bắt đầu dọn dẹp. Dạ được. Cuối cùng cũng xong rồi.
Bây giờ mấy giờ rồi chú? 5 giờ chiều rồi. Chú mà nói vậy, ôi trời ơi! Sao Cleany lại bận rộn quá vậy? Chú Builder ơi! Hả? Ủa? Sao? Đây nè. À, cảm ơn Posty. Suýt chút là con quên rồi. Tại sao chú thấy ngày hôm nay mọi người đều bận rộn quá vậy? Sao? Có ai bận rộn nữa hả chú? Cleany đã vội vàng chạy tới cảng ngay sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp ở đây. Cleany đó hả? Đi hồi nào chú? Khi chú nói bây giờ là 5 giờ chiều thì Cleany đã rất sốc và nhanh chóng chạy tới cảng ngay. Cái gì hả? Hàng của mình, hàng của mình. Chúc cậu có một chuyến đi an toàn. Cảm ơn. Nếu hai cậu có gặp được Posty thì nói với Posty là mình đã đi rồi nha. Được thôi. Ôi, trời đất ơi, mình sẽ trễ mà. Không, đừng có mở lúc này mà. Mình đang làm gì đây? Cậu ấy sẽ rời khỏi cảng lúc 5 giờ. Cậu không nên đến trễ. Marin sẽ rời đi rất sớm thôi. Xảy ra vậy? Chờ chút nha Cleany, mình sẽ gọi đội cứu hộ tới đây. Yên tâm đi, họ sắp tới rồi. Posty, Polly ơi, cứu với! Posty, Cleany đang ở dưới nước, mau giúp cậu ấy với. Rồi, chúng ta phải nhanh chân lên. Nhưng cây cầu vẫn chưa đóng lại mà. Chúng ta không thể đợi nữa, chúng ta phải vượt qua đó ngay bây giờ. Đúng rồi. Rồi, nhanh lên. Được rồi. Cố lên. Cậu có ổn không, Cleany? Mình không sao, nhưng mình xin lỗi Posty. Bức thư này mình còn chưa giao được cho cậu ấy. Không sao đâu, Cleany. Cậu không sao là mình vui rồi. Mà nè, đây có phải là bức thư để giao cho Marin không? Sao cậu lại biết vậy hả? Hỏi Haley xem cậu ấy có làm được không? Đúng rồi, Haley có thể giúp chúng ta giao cho Marin mà. Ồ, nhìn kìa, Marin. Haley, cậu đang làm gì ở đây vậy? Mình thay Posty đến giao hàng cho cậu. Cảm ơn, mình cứ nghĩ về nó hoài à. Nhưng bây giờ mình cảm thấy yên tâm nhiều hơn rồi. Mình đi đây.
Gặp lại cậu sau nha. Tạm biệt Marin. Tạm biệt Kelly. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tốt lắm Kelly. Kelly đã đem bức thư đến cho Marin rồi. Đúng là nhẹ nhõm. Clinic, mình xin lỗi vì đã nhờ cậu làm chuyện này. Không, Posty, tại vì mình không chịu từ chối yêu cầu thôi. Bởi vì mình luôn cảm thấy có lỗi khi từ chối yêu cầu giúp đỡ một ai đó. Clinny, đôi khi cần phải can đảm để từ chối. Phải, nếu cậu nói ra sự thật thì bạn bè của cậu sẽ hiểu mà. Thật hả? Tất nhiên rồi. Rồi, chúng ta đi về nhà thôi, đi thôi Roy. Holly. Hả? Không lẽ cậu lại muốn vượt qua cây cầu chưa đóng để về nhà nữa sao? Làm như vậy thật sự rất là nguy hiểm. Nếu không có cậu đi chung thì mình sẽ không làm như vậy. Vì nếu mình xảy ra chuyện thì cậu sẽ ra tay giúp mình. Cái gì? Cậu đâu rồi, Jin? Ta-da! Các cậu xem nè. Cậu muốn dẫn đoàn đi khám phá thiên nhiên sao? Phải. Mình dẫn tụi nhỏ vào rừng để tiếp xúc với thiên nhiên và có thêm kiến thức thực tiễn. Được đó, ý kiến hay đó chứ. Ừ, đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho tụi nhỏ. Tụi mình sẽ lo việc ở đây, cho nên cậu cứ việc đi đi, không cần phải lo lắng. Cảm ơn các cậu, mình biết các cậu sẽ hiểu cho mình mà. Haley, cậu đem áp phích vào thị trấn Gián có được không? Tất nhiên rồi, để mình giúp cậu. Wow, mình chắc chắn là tụi nhỏ sẽ thích lắm đây. Chương trình này chào đón tất cả trẻ em ở trong thị trấn đó. Cậu thông báo cho mọi người đi. Được thôi, đợi mọi người tan học mình sẽ thông báo liền. Cảm ơn Scooby. Để xem, mình có đèn, có la bàn và bộ đàm. Được rồi, đầy đủ rồi. Chắc chắn sáng mai tụi nhỏ sẽ phấn khích lắm cho mà xem. Mình trông đợi tới sáng ngày mai quá đi. Hả? Một, hai, ba. Có nhiều đây thôi sao? Dạ. Thật đó hả? Ừ. Là như vậy nè, Tim với Tom thì đòi ở nhà ngồi xem TV. Còn Sam, John, So và Ali thì... Tất cả bọn họ đang chơi máy tính. Lý do duy nhất khiến em tới đây là vì em đang để máy tính ở cửa hàng để sửa chữa. Hả? Nhưng mà chúng ta đi dạy còn vui hơn ở nhà chơi máy tính nhiều mà mấy em. Chị không cần phải cố gắng quá đâu. Chỉ cần đừng làm em chán là được rồi. Tất nhiên rồi. Tụi em sẽ năn nỉ chị tổ chức tiếp. Vậy Annie, Mary và Andy, chúng ta đi được chứ? Dạ. Jin. Hả? Cậu có chắc là đã đem đầy đủ dụng cụ đi hay chưa? Đừng lo, mình đã kiểm tra lại hết rồi. Hẹn gặp lại. Cậu đi vui vẻ nha. Đi thôi nào. Yeah. Mọi người đi vui vẻ. Chúng ta tới nơi rồi. Scooby, năm giờ quay lại đón tụi mình nha. Được thôi, hẹn gặp lại sau. Chơi vui vẻ nha. Tạm biệt Scooby. Giờ thì các em đã sẵn sàng khám phá khu rừng chưa? Dạ. Dạ. Điều đầu tiên các em phải biết về núi rừng đó là không đoán trước được gì. Các em có thể phải gặp thú dữ hoặc thực vật côn trùng có độc, nên phải chuẩn bị tinh thần. Dạ. Hồi nhỏ ba mẹ mình từng dắt mình vào rừng. Vậy hả? Andy, đừng đi xa quá em à. Dạ được. Chị Jin, chị cột cái đá để làm gì vậy chị? Chị cột ruy băng để đánh dấu đường đi đó. Làm vậy sẽ giúp chúng ta dễ tìm đường về nhà trong trường hợp bị lạc trong rừng. Wow, hay quá. Đó chỉ là kiến thức cơ bản thôi mà. Cha Andy, em thông minh lắm đó. Có gì đâu chị. Hả? Cái gì đấy? Đây là cây dương sỉ. Cây dương sỉ hả? Nhìn nó cuộn lại nè, dễ thương lắm đúng không?
loài cá này đã xuất hiện trước cả thời trái đất còn có khủng long tồn tại. Khủng long sao? Tuyệt quá, có đúng không? Hả? Em không đồng ý hay sao Andy? Em không quan tâm. Được rồi, vậy thì chúng ta đi tiếp thôi. Hả? Vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Đi xem bướm hổ. Thật sao? Đợi em với. Băng qua con sông này, chúng ta sẽ đến được nơi bướm hổ làm tổ và sinh sôi. Chúng đẻ trứng và nuôi sâu bướm ở trong đó. Cứ đợi mà xem. Em đi. Chụp được rồi. Hả? Thôi tiêu rồi. Hư rồi sao? Không sao đâu, em đừng lo quá. Đi thôi. Dạ được. Ta-da! Đây chính là sâu bướm của loài bướm hổ chị nói đó. Bướm hổ trưởng thành đến kỳ sinh nở sẽ đẻ trứng ở trên cây và dần dần biến thành sâu bướm. Nhìn kia, đầu tiên sẽ biến thành nhộng, khi nó trưởng thành sẽ chui ra khỏi kén. Bướm hổ sẽ chui ra khỏi đó sao? Có thú vị không? Hay thật đó. Thời tiết sao vậy nè? Được rồi, chúng ta vào hang trú mưa đi mấy em. Dạ. Xem ra phải mất một lúc nữa thì mưa mới tạnh được. Nhìn mưa kiểu này, chắc đường đi bắc ngang sẽ bị ngập. Chắc mình phải báo cho đội cứu hộ biết thôi. Nhưng không hoạt động. Chắc lúc chị làm rơi nó rồi bị đập xuống đất nên bộ đàm bị hư luôn rồi. Rồi sẽ hoạt động lại thôi mà. Được rồi, chúng ta chỉ cần ngồi ở đây chờ đến lúc tạnh mưa thôi là được. Dạ. Trời mưa thật rồi. Mình hy vọng là Jin với tụi nhỏ không bị mắc mưa. Chúng ta nên gọi điện để hỏi thăm và kiểm tra lại cho chắc. Để mình gọi cho Jin. 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 Cậu có nghe thấy không? Jin. Cậu ấy không bắt máy. Ôi không, chắc tụi nhỏ với Jin gặp chuyện gì rồi. Không lý nào chúng ta lại không liên lạc được với cậu ấy. Mình không thích như vậy. Chúng ta mau tới khu rừng thôi. Cùng đi thôi. Đây là lỗi của em. Em xin lỗi. Không, đây là lỗi của chị mà. Chị tìm cách sửa lại sao vậy? Vậy nghĩa là bây giờ chúng ta không về nhà được hả? Không có gì phải lo lắng đâu các em à. Đội cứu hộ sẽ cứu chúng ta thoát khỏi đây mà thôi. Có thật không trời? Tất nhiên rồi. Trong lúc đợi thì chúng ta cùng hát vài bài đi mấy em. Ý kiến hay đó. Để em hát trước cho. Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu có biết hát đâu. Sao cậu biết? Mình hát hay lắm đó. Tìm xung quanh xem có thứ gì đánh dấu đường đi không. Có một cái bên này. Tốt, đi thôi. Đây. Mình không còn thấy đánh dấu gì nữa rồi. Và
Tiếng hát ở đâu vậy? Hình như là vọng ra từ phía bên đó. Đi thôi. Một vì sao nhỏ lấp lánh xa, chung chi soi sáng cho muôn nhà. Hay quá. Hay lắm. Giỏi lắm Mary. Jin. Các em. Chúng ta được cứu rồi. Bên này. Jin. Thấy chưa? Họ đến cứu chúng ta kìa. Yeah. Giỏi lắm Mary. Không được đâu. Nhanh lên Annie, có chị Amber với anh ở đây giúp em chứ mà. Ừ, giống như chơi ở sân chơi thôi. Đi đi, thấy vậy thôi chứ vui lắm đó Annie à. Nhanh lên, cậu làm được mà. Tới liền đây. Làm tốt lắm. Có vẻ như không tệ như em tưởng. Cảm ơn các cậu đã tới đây cứu mình nha. Lẽ ra mình nên xem kỹ dự báo thời tiết trước rồi mới đi. Xem ra mình không phải là một người dẫn đoàn giỏi rồi. Không có đâu, cậu làm tốt lắm. Cậu đã bảo vệ được tụi nhỏ. Đúng đó, cậu giữ bình tĩnh và làm cho các em ấy vui vẻ đến phút cuối cùng. Cậu đưa tụi nhỏ tránh xa dòng sông đang ngập. Cậu còn biết đánh dấu đường đi nữa. Tụi mình rất tự hào khi có cậu là thành viên của đội cứu hộ. Nói gì thì nói, đây đúng là một chuyến đi thú vị. Em thấy đi như vậy còn vui hơn ở nhà trên máy tính nhiều. Dạ, ngày mai quay lại có được không chị? Lần sau em sẽ rủ bạn bè tham gia. Thật sao? Ồ, cảm ơn các em. Thở không nổi, thả em ra. Hãy làm theo quy định. La 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 la. Ô, mình sắp hết pin rồi sao? Đừng mà, không có trạm sạc nào ở gần đây hết. Spooky. Ô, xin chào Cap. Rất vui vì gặp được cậu ở đây. Mình sắp hết điện rồi, cậu có thể giúp mình được không? Mình không thể chạy xa hơn được. Mình xin lỗi, mình đang trên đường đến chỗ của Posty. Cậu ấy cũng nói là có chuyện khẩn cấp á. Vậy hả? Cậu có thể giúp mình liên lạc với đội cứu hộ không? Tất nhiên, cậu chờ ở đây đi. Bảo họ nhanh lên nha. Mình biết rồi. Được rồi. Đã xong rồi đó. Giờ mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn em Bơn. Mình chỉ sạc được một chút cho cậu thôi. Cậu nên đến trạm sạc gần đây để sạc đầy bình nha. Nhưng trạm sạc cách chỗ này xa lắm luôn á. Mình ước có một trạm sạc khẩn cấp được gắn gần đây cho dễ sạc. Trạm sạc khẩn cấp để sạc thì sao? Đúng là có rất nhiều bạn bè của chúng ta hết năng lượng khi đang đi trên đường. Và không thể làm gì ngoài việc chờ đợi ai đó đến tiếp năng lượng. Nếu họ không được giúp đỡ kịp thời thì có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Cậu nói đúng. Khi đang di chuyển trên đường thì không ai dám sạc điện quá lâu đâu, vì có thể sẽ gặp chuyện gì đó. Mình biết. Và ở thị trấn Rum chỉ có một trạm sạc duy nhất thôi. Mình chắc rằng những người không sống trong thị trấn rất khó đi sạc năng lượng. Amber nói rằng chúng ta nên xây dựng một trạm sạc khẩn cấp đó. Được không? Cậu nghĩ sao? Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Ngoài ra chúng ta cần phải nhấn mạnh với mọi người rằng chỉ được sử dụng nếu có trường hợp khẩn cấp mà thôi. Rồi, vậy làm thế nào? Tuyệt vời, mình sẽ đi gặp Stacy để chúng ta có thể cùng nhau lên kế hoạch. Ý em muốn nói chính là nguồn điện ở trạm sạc này sẽ được lấy từ đây. Và khi chị nhận được thông báo nguồn điện yếu thì chị sẽ ghé qua đây để sạc đầy, có đúng hay không? Dạ. Vì trạm sạc này không sử dụng nhiều nên không tốn điện nhiều đâu chị. Stacy. Xin chào mọi người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng mình đã gặp nhau trên đường. Và họ nói rằng họ cũng đang trên đường đến trạm sạc. Trạm sạc hoạt động chưa vậy? Trạm hoạt động ngay bây giờ nhờ có sự giúp đỡ của Stacy. Amber đưa ra ý kiến mở một cái trạm sạc khẩn cấp ở đây thì thật là tuyệt vời. Wow, điều này thật thú vậy. Vậy thì mình giao hàng sẽ tiện lợi hơn.
giờ mình không phải lo lắng về việc năng lượng của mình gần sắp hết nữa. Cậu nói đúng, bây giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhớ kỹ nha, trạm sạc này chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp thôi. Đúng vậy, lượng điện của trạm sạc này chỉ đủ để sạc cho 5 chiếc xe là hết điện rồi. Vì vậy bất đắc dĩ mọi người mới được sử dụng thôi. Đúng đó, có nghĩa là chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp mà thôi. Được rồi. Trạm này ngay ở sân sau nhà mình, mình không cần phải đi đến trạm sạc của Stacy nữa. Sạc bắt đầu, xin vui lòng chờ. Đã sạc đầy. Và còn nhanh hơn nhiều so với trạm sạc cũ. Wow, vậy tin đồn là có thật rồi. Mình có thể sạc điện ở đây thay vì đi tới trạm sạc của Stacy. Sạc bắt đầu, xin vui lòng chờ. Đã sạc đầy. Chào buổi sáng. Xin chào. Hôm nay ở đây yên tĩnh quá vậy? Quá yên tĩnh luôn đó. Vậy là sao? Tránh ra nào. Hả? Stacy, Clini cần chị giúp. Clini. Được rồi, Clini. Ôi trời. Spooky, cậu bị làm sao vậy? Stacy đã nhờ mình đi kiểm tra máy phát điện ở trạm sạc mới. Vì hình như trạm sạc mới hết điện quá nhanh. Còn trên đường đi, mình thấy Clini ở giữa đường không di chuyển được. Thật sao? Clini, em đỡ hơn chưa? Nói mình biết đi, tại sao cậu lại để mình hết điện như vậy chứ? Mình đến trạm sạc khẩn cấp, nhưng khi mình đến đó thì trạm sạc khẩn cấp đã không còn điện nữa rồi. Đừng nói với chị là lại hết điện nữa nha. Lại hết là sao? Vậy ý của các cậu muốn nói là hôm nay Stacy đã phải sạc điện ở trạm sạc mới 2 lần luôn rồi sao? Sạc lần đầu tiên vào sáng nay khi chị ấy thức dậy và nhìn thấy cảnh báo nguồn điện đang yếu. Sau đó chị ấy lại sạc đầy vào giờ ăn trưa. Và chị ấy nói rằng hầu như không ai tới trạm sạc điện cũ để sạc vào hôm nay hết. Vậy là mọi người đang sử dụng trạm sạc mới vì thuận tiện hơn việc tới trạm sạc cũ rồi. Có vẻ như kế hoạch không diễn ra theo cách chúng ta mong muốn rồi. Trạm sạc mới còn làm cho Stacy phải tốn công nhiều hơn nữa đó. Có thể xây dựng trạm sạc mới là một sai lầm, dường như gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết vấn đề thì phải đó. Đây là một vấn đề lớn. Chúng ta không thể giám sát trạm sạc cả ngày được, nên chúng ta cũng không thể bắt tại trận ai hết. Không cần phải tốn thời gian tới trạm sạc cũ nữa. Hai người này đang làm gì ở đây vậy? Sao vậy? Không có gì. Mà các cậu đến đây sạc điện hả? Đúng, có gì không? Không. Hả? Chị đủ sạc cho một chiếc nữa thôi. Được rồi, mình sẽ sạc điện, vì mình tới trước mà. Chúng mình đã tới đây cùng một lúc mà. Không phải đâu, là mình tới trước cậu. Hôm nay mình thật sự có rất nhiều việc cần phải làm mà. Mình đảm bảo mình bận rộn hơn các cậu quá. Hay cho mình sạc đi, mình không kịp đi sạc ở chỗ xa. Mình phải hoàn thành công việc của mình ở cảng. Mình mới bắt đầu làm việc nên không muốn gặp rắc rối đâu. Mình thật sự xin lỗi Liz đi, nhưng mình cũng có một công việc thật sự rất quan trọng. Nếu như mình không giao hàng đúng hạn thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nên mình cần phải được sạc. Xin vui lòng chờ. Sao cậu lại làm vậy? Cậu qua mặt cả hai tụi mình luôn á. Tôi chết rồi. Shin của đội cứu hộ nghe đi. Nghe, chúng mình cần giúp. Trường hợp khẩn cấp. Có một đám cháy xảy ra tại trạm sạc khẩn cấp. Cap Posty Lifty đang ở đó. Rất nguy hiểm nên mọi người hãy cẩn thận và mau tới đó. Được rồi.
Làm ơn nhanh lên. Mọi người ổn chứ? Bô ly, chạm sạch sẽ nổ tung đó. Đi mau, đi mau. Mọi người có ổn không? Ổn. Rồi, cậu có thể tắt nguồn không, Haley? Còn Roy thì đi dập lửa đi. Được rồi. Nè, xảy ra tai nạn này là ba cậu dành nhau để sạc sao chứ? Thôi nào, các cậu cũng biết là không nên sạc mà. Mình biết, nhưng mình thấy việc sạc ở trạm này dễ hơn rất nhiều so với sạc ở trạm của Stacy. Xin lỗi. Không cần phải xin lỗi tụi mình, mà xin lỗi bạn bè của các cậu, những người đang cần sạc gấp mà không có điện để sạc. Bully, mình nghĩ chúng ta nên dẹp trạm sạc này sẽ tốt hơn đó. Không, quan trọng là chúng ta cần trạm sạc này. Phải, chúng mình hứa sẽ không sử dụng bừa bãi nữa, chỉ khi thực sự khẩn cấp mới dùng thôi. Mình hứa mà. Rồi, trạm sạc khẩn cấp này là ý tưởng của Amber, nên cậu ấy quyết định sao cũng được tùy theo ý của cậu ấy thôi. Đồng ý. Vậy phụ thuộc vào việc các bạn có giữ lời hứa hay không. Được, chắc chắn mà. Được rồi, mình sẽ cho các cậu cơ hội thực hiện lời hứa. Hả? Cảm ơn em ạ. Các cậu biết mình đang nghĩ gì không vậy? Cậu đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên là chúng ta nên đi tới trạm sạc của Stacy. Đúng vậy, Lifty. Chúng ta chỉ nên sạc ở đây khi gặp chuyện khẩn cấp mà thôi. Ngoài ra thì không nên sạc ở đây đâu, biết chưa? Đi thôi. Tập phim Kế hoạch bí mật của Cam. Chúng mình đi đây chim. Hôm nay đúng là một ngày tốt. Đây là một ngày tốt để đi tuần tra đúng không? Phải. Ngày mai có phải là ngày Kem về không? Đúng rồi đó. Mình rất mong được nghe tin tức mà Kem mang về. Mình ước rằng một ngày nào đó Kem sẽ đến sống ở đây. Sau đó chúng mình sẽ được nghe về những cuộc phiêu lưu thú vị của cậu ấy. Đúng vậy. Được đi du lịch giống như Kem đúng là tuyệt vời. Được rồi mọi người, mình đi làm việc thôi nào. Được thôi. Xin chào ba cậu. Xin chào CC. Xin chào buổi sáng cô Bell. Xin chào CC. Chào CC. Mình gặp Kem trên đường nên chúng mình cùng tới đây luôn. Ngạc nhiên chưa? Xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Chào buổi sáng cô gái. Xin chào Kem. Kỳ lạ quá, thực sự chỉ có 10 thôi sao? Dạ, chắc chắn là 10 mà. Có phải là mình tới đây thường xuyên quá cho nên không được chào đón hay không? Kem, sao con nói vậy? Con có nói là ngày mai mới đến phải không? Đó là kế hoạch ban đầu của con, nhưng con đã thay đổi quyết định vào phút cuối. Con tới đây sớm để xem mọi người chào đón con như thế nào đó mà. Sao? Cậu nói gì vậy hả? Không có gì. Nếu ngày mai có ai hỏi về tung tích của mình thì các cậu chỉ cần nói với họ rằng các cậu không biết gì cả và phải giữ bí mật rằng mình đang ở đây nha. Nhưng nếu nói với mọi người như vậy thì mọi người sẽ lo lắng cho cậu lắm á. Đó chính xác là những gì mà mình muốn. Khi mọi người đang lo lắng thì mình sẽ xuất hiện ở ngay trước mặt họ với hàng tấn quà tặng thật dễ thương. Ta-da! Wow. Nhưng vấn đề là nếu như không có ai lo lắng cho mình hoặc không chào đón mình tới đây thì điều đó chứng minh rằng bạn bè của thị trấn Rum đã không còn yêu thích mình nữa và mình sẽ quên việc coi nơi này thành quê hương của mình luôn. Kem, sao cậu lại nói vậy? Dù sao đi nữa, hãy làm như mình yêu cầu đi mà.
Mình thật sự muốn biết bạn bè của mình quan tâm tới mình như thế nào mà. Làm ơn hãy giúp mình đi có được không? Được rồi. Mình tin tưởng mọi người. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây. Nếu như mình ở đây và bạn bè mình bắt gặp mình thì kế hoạch của mình sẽ thất bại. Gặp mọi người vào ngày mai nha. Nói thiệt là Kem sống tùy hứng quá. Vậy nên Kem mới đặc biệt hơn người khác. Mình phải đảm bảo rằng không có bạn bè nào nhìn thấy mình. Kem Ellie, hôm nay cậu bận rộn quá. Mình gặp rắc rối rồi, không có chỗ nào để trốn hết rồi. Phải, mình kiểm tra ở đây xong rồi. Mình cũng vừa từ cảng ra đây. Mình thấy rồi. Cẩn thận nha. Bye Ellie. Mình không nghĩ là đi bộ cũng gặp được bạn bè của mình nữa. Ôi, nếu như mà mình làm vậy thì sẽ không có ai nhìn thấy mình. Được rồi, cậu chụp lấy. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng Polly. Để mình lượt cho. Chú nghĩ rằng cần thêm hàng rào bảo vệ nữa đó. Vậy thì con sẽ về trạm cứu hộ xem coi có không. Cảm ơn con. Hình như có gì vừa đi qua phải không chú? Có không, chú không chắc. Jin, có vấn đề phải không? Phải, giờ cậu phát hiện ra nên mình đã sửa xong rồi. Tốt quá rồi, vậy mình sẽ tiếp tục đi tuần tra. Được rồi. Thật khó để trốn như người bạn ở trong thị trấn. Dù sao đi nữa, phong cảnh ở đồi Eagle thật sự tuyệt vời giống như lời đồn. Tối nay mình sẽ phải ở lại qua đêm trên ngọn đồi này. Đứng ở một vị trí tuyệt vời như vậy, mình đột nhiên thấy mình giống như một nhà thám hiểm. Tuy nhiên mình phải thực hiện kế hoạch vào sáng ngày mai. Tốt hơn hết là bây giờ mình nên đi ngủ trước thôi. Ngủ ngon nha. Sao đột nhiên lại nổi gió vậy ta? Lạnh quá. Chúng mình về rồi. Chào mọi người. Mọi người tuần tra sao rồi? Không có gì để báo cáo gì thị trấn. Không có gì đặc biệt ở trung tâm thành phố. Mình cũng vậy. Nhưng gió hôm nay thổi mạnh quá rồi. Đúng đó, sao đột nhiên nổi gió vậy? Mình vừa mới kiểm tra lại dự báo thời tiết xong. Vì dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng chính xác. Tốt nhất là mọi người nên cảnh giác vào tối nay. Được. Sao lại thổi mạnh quá vậy? Mấy đứa vừa giúp đỡ lẫn nhau nha. Dạ. Tại sao đột nhiên nổi gió vậy? Lifty xong chưa vậy? Rồi. Lifty, Terry, Ubel, tối nay nhớ ở trong nhà nha. Dạ. Không biết tối nay Kem sao rồi. Cậu ấy nói là tối hôm nay sẽ ở lại trong rừng thì phải tốt hơn hết, nên nói cho đội cứu hộ biết thôi. Phải, nhưng Kem đã cầu xin mọi người giữ bí mật về chuyện này mà. Đúng vậy, Kem là một chuyên gia cắm trại, con chắc là sẽ không có gì xảy ra đâu. Liệu có thực sự tốt hay không? Mọi người có vui khi gặp mình không? Chào buổi sáng Jin. Chào buổi sáng. Wow, quá trời rác luôn. Đêm qua gió thổi rất là mạnh mà. Nhưng mà chúng ta may mắn khi có thể vượt qua an toàn đó. Đúng vậy, chúng ta rất là may mắn. Hôm nay là ngày Kem đến đây có phải không? Đúng vậy. Cậu ấy nói đến đây bằng thuyền nhưng không biết cô đến nơi an toàn hay không nữa. Mình sẽ hỏi thăm chuyện này khi đi tuần tra ở cảng. Được rồi, ý kiến hay đó. Mình sẽ quay lại. Chúng mình cũng đi ra thị trấn tuần tra. Gặp lại sau. Chào các cậu. Chào Ellie. Mọi người đang làm gì ở đây? Mọi người nói rằng họ đến đây gặp Kem vì họ lo lắng Kem không thể đến đây an toàn đó. Bởi vì đêm qua đột nhiên gió thổi rất mạnh. Đúng vậy. Thật ra mình đến đây cũng vì lo lắng cho Kem. Mình nghĩ với cơn gió hôm qua không phải bất cứ ai cũng được an toàn. Làm sao mà an toàn được? Với cơn gió như vậy dù ở trên cạn hay dưới nước cũng không an toàn. Nhưng Kem đã lên thuyền ngày hôm qua và vẫn chưa xuất hiện. Tụi mình thật sự lo lắng lắm luôn.
Lipty nói là cậu ấy đã đến nơi nhưng lại không liên lạc được. Gì? Không liên lạc được sao? Có đúng vậy không Lipty? Chuyện này... Chúng ta có nên nói sự thật hay không vậy? Sự thật gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô nghĩ rằng chúng ta phải nói sự thật. Mình đã ngủ rất ngon trong một thời gian dài. Đây là nơi nào vậy? Cục đá chàng lại đâu mất tiêu rồi? Các cậu, có chuyện xảy ra rồi. Chuyện gì, Haley? Mình nghĩ có chuyện sẽ xảy ra với Kem. Mình nghe cô Bell nói rằng Kem đã đi đến thị trấn vào hôm qua và cậu ấy đã đi đến đồi Eagle để cắm trại. Cậu nói gì? Chúng ta phải tìm Kem ngay lập tức. Có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Được rồi, Haley, cậu đi vào rừng trước và tìm Kem đi. Tụi mình sẽ tới đó sau. Được rồi. Cứu dây. Có ai ở đây không? Cứu dây. Kem, cậu đang ở đâu vậy hả? Cứu dây. Thấy rồi. Kem bị kẹt trong nhà cắm trại của cậu ấy và đang lao xuống một ngọn đồi với tốc độ rất nhanh. Mình không thể dừng lại được. Nhanh lên nào. Được rồi, Lily, nhanh lên nào. Được. Haley, tụi mình ở ngay dưới chân đồi. Vị trí của Kem ở đâu? Cậu ấy sắp lăn xuống chỗ các cậu rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Em ơi. Kem, cậu có sao không? Cậu, mình ổn. Wow, chắc là đau lắm đó. Cậu có ổn không Kem? Đây không là gì cả. Mình thật sự xin lỗi mọi người. Mình đã vô tình suy nghĩ ra một chuyện dại dột như vậy nên mới ra nông nổi như vậy. Đúng vậy Kem, cậu đã làm hơi quá để kiểm tra tình bạn của mọi người rồi đó. Phải. Cậu không biết tụi mình lo lắng cho cậu cỡ nào đâu. Cậu làm mình thấy đau lòng như khi mất hết lốp xe vậy. Nhưng đối với mình thì bây giờ mình thấy rất hạnh phúc khi chắc chắn về tình bạn của chúng ta. Kem à, cậu phải kiểm tra thật kỹ mới được. Đúng rồi Kem. Mà nè Kem, con có thể đi lại trong khi bị thương như vậy không? Con nghĩ rằng con sẽ phải ở đây một thời gian. Phải, có vẻ như cậu ấy sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng. Một tháng sao? Cái gì vậy? Mọi người hạnh phúc khi mình bị thương hả? Làm gì có chuyện đó chứ. Tụi mình vui vì cậu sẽ ở đây một thời gian dài. Đúng vậy. Thiệt hả? Thật là tuyệt vời. Vậy thì mình sẽ coi là ai tới thăm mình nhiều nhất trong một tháng này. Cậu đang thử thách bạn bè hả? Trời ơi, bây giờ Roy cũng biết nói đùa với mình nữa chứ. Cái gì?